gì ném tiền qua cửa sổ để xem bọn robot công nghiệp Blackpink hát làm việc vô nghĩa. Bên đó chửi nó nhờ mấy em, còn cái show người ta diễn nó thành công vậy có mình mày hay chắc không có tiền coi gì mà cây cú vậy Cái cây cú trời. Thiệt rõ anh nói thiệt, ràng. cái thằng Thứa này bỏ đi, thằng nào bạn nó anh fan hết, cái tật mẹ ngồi chỗ ghét người ta, nó trâu buộc ghét trâu ăn. Ví dụ bây giờ cho dù em có thích Blackpink, em ghét Blackpink thì kệ bà em, cái đó là cái quan điểm của em, ok, nhưng mà phải nhìn cái show nó diễn rất thành công. Và đây á, là một cái sự việc nó cái tầm mà tầm 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 giữa hai nước chứ không phải tầm trẻ trâu tôi mà nhận định. Không có biết cái gì trên là gùm mày đụng đúng rồi đó. Blackpink nó không đơn giản là nhóm nhạc đó. Trong sự kiện này đó là gì, giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Mày thấy anh không coi nội thích không, không thích luôn, nhưng mà mình chơi quân tử, không có đi chọi đá người ta vậy. Đó là học anh đi mấy em. Hai ngày nay mấy em hỏi ô sống ra coi Blackpink hả, trong khi người nổi tiếng đi coi quá trời coi luôn, coi kính sân luôn, ba mấy ngàn người chứ không phải ba mấy người mấy em. Vậy ba mấy ngàn người đó ta đi hết mình tỉnh hả? Nó cái cách mà nó ngồi nó thù thế giới là vậy đó, cái quan điểm kỳ cục. Đừng có nói là ok mỗi người có quan điểm đúng, em có quan điểm em tôn trọng em, nhưng cái quan điểm của em nó chết tiêu cực, cái quan điểm của em nó không có đóng góp được cho xã hội, ngoài cái việc mà ngồi đó ghét người ta, kỳ thị người ta này nọ kia. Nó tự nhiên người ta vậy mà nói là bọn robot công nghiệp giữ người ta, mà robot công nghiệp mà giờ nó nổi tới kiểu đó thôi mày thua luôn rồi, thua người thua robot. Không biết giờ Việt Nam mấy mấy ngàn năm nữa có nhóm nhạc Blackpink Chào mọi người. nó, anh không có bên nó rồi, quan điểm anh tự anh là anh không có quan tâm, nhưng mà anh tôn trọng được cái sự kiện lớn, anh tôn trọng cái sự kiện của nền âm nhạc giao lưu giữa Hàn Quốc Việt Nam đó. Mà theo thông tin bên lề anh nghe được đó, là cái Blackpink này là hồi trước không tính qua Việt Nam đâu, tức là trong cái schedule của cái nhóm nhạc nó đi lưu diễn đó, nó không có cái lịch qua Việt Nam, mà từ sau chuyến thăm Hàn Quốc dẫn nguyên phái đoàn qua Việt Nam nè, sau vụ đó tự nhiên cái có vụ này Nhiều người ví von đây giống như cái show ngoại giao của hai nước đúng rồi nữa. chứ không phải giải trí đơn thuần nữa. Nghệ sĩ nước ngoài ngại diễn ở Việt Nam do ngại vấn đề an toàn phải không Duy, an toàn khí khô Không, gì ông ơi, chẳng qua vô đây kinh tế yếu quá nó vô làm gì, Việt Nam bị bùng mày mua show rất cái vé nhiều. có 10 triệu rồi chửi lên chửi xuống, thậm chí có mấy bài báo đi ngược giặt người ta từ lưa luôn. Tao nói là bọn mua nó không nói câu này, nhưng mà ý nó nói là mấy người mà bỏ 10 triệu ra mua vé là khùng là điên đó. Này cái vé có 400 đô làm cái gớm, vậy thì các bạn là nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, các bạn có thèm tới không? Mình tới phải welcome người ta này nọ tất cả người ta mới tới chứ. Không mà hôm qua nghe tôi không coi nha, tôi nói thì quan điểm tôi là hôm qua tôi ngồi trên tôi coi, nhưng tôi nghe nghe đọc báo tôi thấy á, là thứ nhất đội nón lá lại ghiền chưa, người Nghiền ta chơi chết đẹp người ta biết luôn. chơi mà, xong rồi hát cái bài gì suy tình gì nữa đó. Ta chạy là ta chơi đẹp rồi, ít ra nó chơi đẹp hơn cái thằng nãy mới comment đó, có mấy thằng mới comment hồi nãy xàm thật bà cố luôn. Đúng ra phải cấm, phải 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 phải, phải cấm hủy show mới đúng. Đồ chơi ghê mày, mày vuốt mặt mày nể mũi chút xíu đi cu, chơi cực đoan vậy chơi được với ai, mày nhà nước còn không cấm mày cấm luôn hả, Okay, mày giữ gì chứ. Công nhận có mấy thằng nó ghê lắm em, đầu óc của nó phát xít. Mình biết Việt Nam an toàn, nhưng khi nói chuyện với nước ngoài thì họ nói nước mày GDP có 3.000 thì có an toàn không vậy, nó đem GDP nó đè nến, thì bởi vậy chỉ có một cách là làm giàu lên cho bớt nhục thôi, chứ giờ nói gì nữa, giờ biết tự nghĩ đi để kiếm tiền cho nó giàu lên, mốt lên thêm số không nữa 30 nó hết nói à. Gì ai cũng có thần tượng riêng của họ, mình nên respect họ chứ không nên tiêu cực quá đúng không anh, đúng, tiêu cực quá trong mọi lĩnh vực đẹp nó mình sống hợp lý thì thôi. Ví dụ như cái đó nó không sai mà mình không thích thì cái đó là chỉ là quan điểm cá nhân là mình không thích thôi, còn mình vẫn có tôn trọng nó chứ. Ví dụ như mày ăn thích mà mấy em thích ăn phở, gặp bà kia thích bún bò cái tự nhiên ghét mà. Tụi nghệ sĩ đi coi bú farm Hàn Quốc thấy nhục, vậy tự nhiên đi coi Taylor VIP cái bú farm Mỹ thấy nhục thôi. Nhìn fan cuồng gì fan cuồng BLP hò hét bất chấp rồi hát ở khách sạn trong giờ nghỉ ngơi gây rối loạn, cho đội bảo vệ thực sự không biết nói làm sao, thông cảm đi má ơi, ngàn năm có một, lúc mày cuồng đá banh thì cũng vậy thôi. Thì bây giờ người ta cuồng 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 cái nhạc thì giống như mày cuồng đá banh mà chạy xe giữa đường mày đâm đâm đâm, đâm mày nói chung là vi phạm tà le, nhưng mà những cái ngày đó người ta hiểu thông cảm đi. Mấy em thấy nói chuyện phè không em, công bằng công tử không đó, cuộc sống ai cũng có cái cảm xúc, mà khi người ta cảm xúc người ta thì có thể là ta mẻ múa người ta này nọ, người ta gặp ai cũng ôm hôn đồ, ví dụ. Tại vì nhiều khi tụi em không có phải là fan của cái Blackpink đó, tụi em không hiểu được cảm giác đó, nhưng mà mấy người đó chắc đời này lần duy nhất người ta tới. Vì Blink sang diễn thì nước mình có thêm tiền thuế vậy tốt chứ sao, tiền lưu thông tốt cho nền kinh tế không, nói chung thật ra thì cái cho nền kinh tế thì không có tốt đâu em, tại vì này nó qua là mình mua vé nó cầm tiền về mà, hiểu không, tức là cái đơn vị mà thuê á, cái đơn vị mà hợp tác đem Blackpink về ta phải trả cho Blackpink số tiền lớn, thì cái đơn vị đó có thể đơn vị đó lời, thì cái đơn vị đó lời thì đơn vị đóng tiền thuế, nhưng mà tiền tiền của tiền tiền, tiền của fan đó
thì vô tối đắp pin là chính. Nhưng mà cái này là cái chuyện giao lưu văn hóa, chuyện nó bắt buộc phải chấp nhận chứ không phải là cực đoan. Ừ, tiền từ mày lấy tiền của tao không được. Nhưng ngược lại thì giờ mấy bạn đi qua bên Hàn xuất khẩu lao động, tao tạo điều kiện cho visa Hàn Quốc nhẹ hơn một xíu mà cái mình được lợi cái tiếng vang, Hình ảnh không thầy? đúng, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế nó lên, giống như tiền marketing đi. Sao đêm nay là fan của Blackpink trên khắp thế giới, ai không biết đến Việt Nam hết. Ừ. À, Duy nói nghe nhục quá ta, Hàn Quốc qua bên Việt Nam thì lưu diễn bán xe ô tô, còn Việt Nam qua Hàn thì xuất khẩu lao động. Ủa thì chị này không mới biết hả? Thì ông nói rồi, phải biết nhục đi để mà cố gắng làm giàu, bớt xàm đi thì lực nước mới lên, từ đó Việt Nam mới cất cánh đi ngoại giao, nó mới tự tin chứ. Tôi đâu có ảo tưởng đâu, tôi biết vị trí của mình mà. Bây giờ tôi cố gắng từng ngày, và tôi cũng kêu fan của tôi là phải cố gắng từng ngày ăn học đi, bớt ngáo ngáo cái tự do tài chánh dùm cái, nó muốn khát cổ luôn á. Theo theo ước tính thì concert BB tại Việt Nam mang lại doanh thu bao bao gì? Doanh thu bao gồm các dịch vụ ăn theo từ 30 tới 40 triệu. Anh nghĩ sao về vụ hoa hậu mới anh? Không quan tâm. Thì em nó còn trẻ, cái chuyện tình cảm tuổi trẻ của em đó anh thấy nó bình thường, có gì đâu ke trời. Nếu mà con nhỏ đó không là hoa hậu mày có ke không? Mày có quan tâm không? Thí dụ nhỏ đó bán chuối chiên đi thì mày có quan tâm không? Anh nói thiệt, cái nhiều khi mà con nhỏ đó mà bán chuối chiên nó mà buổi tối nó bán thêm hoa nữa, tụi bay cũng kệ luôn, ke kệ đó. Nhưng mà tại chẳng qua nó xui, nó làm hoa hậu thôi, nên giờ nó bị truyền thông dập qua dập lại, chia hai ba phe bên binh bên chống. Còn không, em đó cảm thấy nếu mà anh là em đó, trả hoa hậu nghỉ ngủ, anh lên một video nó thẳng, nhưng mà sợ nó không dám nói đâu, tại nói vậy không làm ăn được thiệt. Nhiều khi người ta nổi tiếng người ta phải nhịn lắm em, chứ mà hả, gặp nhân tài trần nó quốc tới cái gì luôn á. Bởi cuộc đời cái điểm đó là cái điểm cực kỳ bất công đó, nên tụi em ngẫm và tụi em nghĩ đi. Ví dụ con nhỏ đó giờ lầu sòng phẳng một con chim, cho tôi nói thẳng hết những điều tôi nói, ở đời này bao nhiêu thằng dạ miệng, bao nhiêu con nói bậy nói bạ làm tới cái gì luôn kìa. Xong qua đi chửi nó đi. Còn chuyện tình cảm cá nhân của tôi đúng hay sai là chuyện của tôi, bỏ hay lấy là chuyện của tôi, mấy người làm ghê vậy. Thôi trả danh hiệu hoa hậu lại này, tôi làm, tôi sống là tôi là chính tôi. Mấy đứa mà chi trách hoa hậu toàn là mấy đứa nhọt, toàn là trẻ trâu thời gian lông bông, có giỏi làm được như người ta rồi nói. Nhưng vấn đề là truyền thông nó làm lớn lên, nó chế hình rồi, nó ghép chữ, nó ghép chữ mấy nhỏ hoa hậu nào đó, ghép cầm ly trà sữa vô uống để nó đã kích lệ câu nói của nhỏ kia, mấy truyền thông bẩn. Nhưng mà tại con bé này này nó chắc nhiều khi vô vậy thì nó phải xin lỗi cho qua chuyện đi rồi để làm ăn. Gặp anh là thằng con trai, anh lên nó nói bảo vệ bạn gái tôi hết mình luôn. Nếu mà thằng bạn trai đó im lặng, con nhỏ này bỏ luôn, tao nói thiệt. Nếu mà anh là bạn trai lên nói đó, nó lên binh như này chứ. Thậm chí anh binh như này xong anh nói giờ đúng là có những chuyện nó sẽ không hợp, nhưng mà những chuyện chúng ta đến với nhau là kỷ niệm đẹp. Anh chúc em thành công trên đường đời, anh sẽ làm mãi là một người bạn trong cuộc đời em. Đàn ông vậy ta mới cao thượng, phải lên cứu bạn gái mình chứ, để bạn gái mình bị truyền thông nó dập kiểu đó. Bỏ bảo vệ xong thiệt chịu nhỏ đó cặp đại gia, nó chứ nó bình thường. Nhưng mà gì, mình là thằng âm cao thượng quân tử, mày cứu này thiếu gia thì con bu vô, cần gì giàu sang, cần gì quen một người cực kỳ nổi tiếng như cho áp lực. Chúng nó tự nhiên chuyện chỉ là chuyện tình cảm vậy thôi mà để rùm beng xuống nước nữa. Anh không nói là nhỏ đúng hay sai, mà chỉ nói là cái xã hội để nó nghiệt ngã như vậy. Tụi bay bị một lần trong đời đi, tụi bay sẽ hiểu lời nói đúng tới cái nào. Xã hội là cái không, xã hội nó không mang, nó không làm cho tụi em phát triển, nó không làm cho, nó không có dìu dắt tụi em trở thành một cái con người phát triển, mà nó sẽ lợi dụng những cái sự cố của em, nó dùi dập em, nó sẽ kiếm tiền trên xương máu. Tại vì nó đăng những sự kiện này nó thêm mắm dặm muối, nó sẽ được tương tác được nhiều view, hai phe dập qua dập lại thì tôi có tiền, thiệt hại mình nhỏ qua hậu chịu kể mới chứ đó. Bạn trai làm giống anh Duy tự nhiên có profile tốt đi tán con khác sướng hơn. Vấn đề là không cần tán mà con khác tự tới nữa. Vấn đề là gì, bây giờ á cái việc đó nó liên quan tới mình thì mình ra mình cứu nhỏ đó, nhỏ đó kiểu gì nó sống nó phải nhớ ơn thôi. Thì bây giờ chọn cái con đường để búp nhỏ nó lên hết cỡ, rồi sau này nhỏ đó nó trả ơn mình bằng kiểu khác. Mấy con nhỏ nó không lên mày sao lên? Thí dụ giờ Tú mà giờ Tú làm nhân viên cho anh, thằng Tú nó không hỗ trợ cho anh lên sao nó lên được? Thằng Tú lẽ nó thôi giờ là làm ăn với anh giờ năm anh phải lên lương em nhiều nhiều nha, không không thôi không thôi. Nó tức là Tú nó nhìn cái điểm đó, nhưng mà cái điểm đó đó là dở, tức là giờ bây giờ là phải hỗ trợ cho một người để lên, thì cái người kia lên người ta mới đủ power để người ta kéo người kia lên theo. Nga cấm xuất khẩu gạo sau khi Ấn Độ ngưng xuất khẩu, giá gạo trong nước tăng cao, lạm phát xảy ra không ánh. Việt Nam làm gì thiếu gạo đâu, sợ lạm phát ta, cùng lắm gạo mắc chút đỉnh rồi, mắc chút đỉnh rồi người nông dân được giá, nhưng người ăn cơm thì tốn tiền. Thêm UAE Nga ngưng xuất khẩu gạo thời gian tới, gạo Việt Nam tăng giá không ạ? À, giờ gạo Việt Nam tăng giá mà vui hay mày buồn? Không vui thế nào Ủa, có tiền xăng tăng giá nó đuối rồi, giờ gạo tăng nữa ta thấy không vui rồi đó. Anh thích sự ổn định em, chết luôn không bao anh giờ thích sự ổn định chứ anh không thích sự tăng giá.
Anh nghĩ thu nhập đầu người của Việt Nam tới năm 2025 đạt 5.000 đô không anh? Sớm gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao. Mày có bị ngáo không mày? 5.000 đô mà nhóm trung bình cao. Mà bây giờ năm 2023 rồi, 2025 đạt 5.000 đô không hả? Thấy cũng không phải là khó lắm ha. Mà thấy cũng hơi khó đó mày, chắc không kịp đâu mày ơi. Có 2 năm sau kịp. Trường Rice và trường Stanford, chú thấy trường nào đẹp hơn? Nếu mà nói về kiến trúc á, trường Rice đẹp hơn. Tức là cái cách xây nhà cửa của trường Rice thì nó đẹp hơn. Còn cái ranking thì trường Stanford nó cao hơn chút xíu. Ranking là cái thứ hạng trên báo đó mày.